Vita 20, chúng ta có những ước mơ và hoài bão, có những bốc đồng rồi khởi dậy, và cũng có những lần vấp ngã rồi đứng dậy. Và tuổi 20 đã trở thành một ký ức mang đậm dấu ấn của cuộc đời. Và câu chuyện của Vita 20 hôm nay sẽ là mình có thể hệ bất cứ domain nào mình muốn. Nó đủ scam đủ kiểu. Cái gì nó scam được nó scam. Em cần giúp gì thì em có thể gửi vô cái email mà anh mới gửi qua tin nhắn cho em đó. Thì như vậy nó sẽ an toàn hơn. Quang Huy và ekip thực hiện chương trình cảm thấy rất vui và cũng rất đặc biệt nữa khi chúng ta sẽ được lắng nghe những chia sẻ về thanh xuân của một chuyên gia an ninh mạng, đó chính là Ngô Minh Hiếu, hay còn được biết đến với cái tên là Hiếu PC. Xin chào mọi người và xin chào Quang Huy. Bây giờ thì mình sẽ cùng quay trở lại với khoảng thời gian 20 tuổi của Ngô Minh Hiếu. Khoảng thời gian đó Hiếu PC sẽ như thế nào? Thì Quang Huy xin mời anh Hiếu cũng như là tất cả quý vị khán giả theo dõi những hình ảnh ngay sau đây. Oh my god. Cái này là lúc đại học nữa. Thời dạy châu. Không biết là mọi người ở đâu lấy ra được tấm hình này. Đây là khoảng thời gian rất là huy hoàng. Phải nói là kiếm tiền rất là nhiều, mà toàn là tiền phạm pháp thôi. Là mua bán thông tin của người dân nước Mỹ. Kể lại thì thật ra thì cũng không có gì gọi là tự hào cả. Tại vì những cái lỗi lầm hay là những cái thông tin mà ngày xưa mình đã đánh cắp của người dân nước Mỹ, như số an sinh xã hội hay là thông tin tài khoản ngân hàng, thì tới bây giờ những cái nạn nhân đó họ vẫn còn bị hại. Nó cứ bán đi từ người này sang người khác, nó sang tay. Tụi trẻ mà, tham là thứ nhất. Thứ hai nữa là bồng bột. Nghĩ mình là số 1, nghĩ mình là có tất cả. Nghe lời của những cái người ở trên mạng đó, họ bảo là bây giờ thôi qua bên Mỹ thương lượng một cái hợp đồng làm ăn rất là lớn. Tham tiền mà, thì mấy triệu đô thì ai không tham. Tuổi trẻ nữa, rất là háo thắng. Xong rồi cái mới đi qua bên Mỹ, qua tới cái sân bay của đảo Guam á, là bị bắt ngay lập tức. Thì đi rất là nhiều tiểu bang để mà đối diện với lại các bản án. Tại vì cái tội án của mình là nó thuộc dạng là liên bang mà, tội phạm nguy hiểm, hình sự. Thì trong cái giai đoạn mấy tháng đầu nó giống như là ở địa ngục. Phải nói là nó giống như địa ngục, mà ở cái tuổi trẻ như vậy, nghĩ tới những cái gì mà mình đã làm được, rồi nghĩ tới những cái gì mà mình đã làm đau lòng cha mẹ hay là những người thân xung quanh, cảm thấy chỉ muốn chết thôi. Đặc biệt là ở đảo Guam nó thảm, nó thê thảm lắm, không có một cái giường nằm nào hết. Họ cho một cái miếng vải đắp, tối nằm run cầm cập vậy đó. Bây giờ nghĩ lại thấy ớn lạnh, nhưng mà vẫn muốn chia sẻ cho mọi người biết là những cái khó khăn này nó cũng sẽ qua. Mình phải cố gắng, mình phải học hỏi, mình phải vươn lên. Nếu mà mình chết đi thì coi như là cái câu chuyện nó chấm dứt rồi. Chỉ bằng mình biết là mình thất bại thì mình phải vươn lên, mình phải dẫm đạp lên cái thất bại đó. Nghĩ tới gia đình đó, là bắt đầu không có dám nghĩ tới cái chuyện là cách liệu cuộc đời nữa. Mấy tháng đầu ở trong cái tù đầu tiên ở đảo Guam á, cảm thấy cái con người của mình nó vẫn còn đen tối lắm. Tại vì đầu óc lúc nào cũng nghĩ tới tiền, lúc nào cũng nghĩ bây giờ nếu mà mình về sớm thì mình sẽ làm gì tiếp theo. Lúc nào cũng toan tính là cái việc là ồ phải kiếm cái thông tin này, kiếm thông tin kia để đi bán tiếp này nọ. Nói chung là đầu óc nó cực kỳ đen tối. Đầu óc nó điên cuồng mà. Tại vì đã mình ở trên đỉnh đúng không? Tự nhiên mình lên đỉnh núi rồi, bây giờ tự nhiên mình rớt xuống địa ngục vậy đó.
mình đâu có chịu chấp nhận đâu. 5 năm đầu mà ở trong tù á, vẫn chưa có một ngày nào mà gọi là thật sự là hòn lương thật sự. Phải tới sau cái năm 2019 á, là mới bắt đầu là mới giác ngộ thật sự. Khi mình ở trong tù, mình liên tục viết nhật ký. Viết nhật ký để ôn lại hết tất cả những cái gì trong quá khứ. Và tới nay là đã viết được hơn 7 cuốn nhật ký. Mà 7 cuốn nhật ký nó giống như là châu báu vậy đó. Nó nhắc nhở mình từng những cái gì mình sai trong hàng ngày, và những cái gì mình ưu và khuyết điểm, hoặc là những cái gì mình học được từ những mọi người xung quanh. Mình sẽ có những cái toan tính riêng rồi, nhưng vẫn viết nhật ký, thì câu chuyện ở đó là tại sao lại như vậy? Cái duyên là khoảng năm 2014, sau khi ở tù được một năm á, giai đoạn tạm giam á, thì mới đi học cái khóa phải làm theo cái quy định của họ. Thì mình phải tập cái tính là hòa đồng nè, tính kỷ luật và cái tính kiên nhẫn, đồng thời là cho họ hiểu về bản thân. Thì khi nào mà họ vượt qua được cái 3 tháng đó thì họ sẽ được giảm án. Nhưng mà thật ra đối với một cái người châu Á như Hiếu á, nó không có áp dụng để mà được giảm án. Nhưng mà mình vẫn muốn đi vô trong cái môi trường đó để mà học tập. Rồi họ cũng cứ khuyên là trong đó thì phải có thời gian viết nhật ký. Thì viết nhật ký ra thì mình mới nhìn nhận ra được cái lỗi lầm của mình ngày xưa. Thì mình mới hiểu điều là ngày xưa mình nói dối nhiều lắm. Gặp ai mình cũng nói dối hết rồi. Bạn bè, rồi gia đình, rồi ba mẹ, mình đều nói dối họ về cái công việc của mình, tại sao mình có tiền. Rồi ngay từ hồi còn bé mình đã không có chân thành rồi. Mình đi thi hay là mình đi học cái gì, mình cũng copy bài hay là mình cũng gian lận hết á. Nói chung là cái con người của mình đã không có tốt. Rồi khi mình đi lên học đại học cũng vậy, cũng kiếm mọi cách để mà hack vô trong trường để mà lấy đề thi, rồi để mà gian lận rồi này nọ. Thành ra mình cảm thấy con người của mình nó ghê tởm. Cái mà khó nhất mà mình vẫn hay thường xuyên chia sẻ với tất cả mọi người đó là đối diện với bản thân. Khi nhìn vào bên trong, mình phải chấp nhận luôn lỗi sai. Cái khoảnh khắc đó với Hiếu là sao? Cái khoảnh khắc đó nó rất là tuyệt vời. Tại vì lúc đó giống như là mình được sinh ra lại một lần nữa vậy đó. Mình bật khóc luôn. Bật khóc luôn giống như là một đứa trẻ vậy đó. Mới được chào đời một lần thứ hai. Tại sao? Mà lúc đó vẫn còn đang ở trong tù. Khóc là tại vì mình đã biết chấp nhận những cái lỗi lầm của mình từ nhỏ nhất cho tới lớn nhất. Những cái lỗi lầm mà thậm chí những cái người bắt mình ở bên Mỹ họ còn không biết là mình đã từng làm như vậy. Phải nói là Hiếu rất là may mắn. May mắn ở chỗ là họ chỉ biết được những cái gì họ biết thôi, chứ còn những cái khác nữa thì họ lại không biết. Mình đã chuẩn bị sẵn sàng cho tới cái ngày đó cũng khá là lâu. Đã mất tới 5 năm để mà chuẩn bị tới cái ngày đó. Mặc dù là mình vẫn còn ở trong tù, mình cảm thấy là bây giờ mình không còn chịu nổi được nữa. Ok, dũng cảm một ngày. Trong cái ngày đó mình quỳ xuống, mình cầu xin bề trên và mình chấp nhận hết tất cả. Nói chung là được sám hối. Sau cái đêm hôm đó, nói chung là cảm giác giống như là được bay bay lên, nói chung là cảm thấy rất là tự do. Cái cảm giác đó nó tuyệt vời lắm, mà rất là khó tả. Giống như ngày xưa từ bé cho tới lúc bị bắt là lúc 23 tuổi, thì lúc đó khoảng thời gian đó thực ra là chỉ sống về mặt thể xác thôi. Thể xác ở đây là chỉ chạy theo đồng tiền, không có chạy theo cái giá trị của tâm hồn. Mà khi bị bắt rồi mãi 5 năm sau mới hiểu được là sống là phải có hai giá trị nó hòa quyện với nhau, nó phải cân bằng thì mới gọi là cuộc sống. Khi mà mình hiểu ra được cái giá trị của tâm hồn á, thì mình chấp nhận hết tất cả. Tại vì mình cảm thấy là ai cũng có yêu ưu và khuyết điểm hết, thì mình phải chấp nhận cái điều đó. Mình phải yêu thương họ giống như mình yêu thương chính bản thân mình vậy đó. Thì mình cảm thấy vui vẻ hơn. Thì cái ngày đó mình nhận ra được cái giá trị đó, cái ngày 3 tháng 9 năm 2019 đó, là cái ngày đó giống như là một ngày sinh nhật thứ hai vậy đó. Làm cho mình thay đổi hết tất cả những cái khái niệm và những cái quan niệm sống xung quanh mình. Huy nghĩ là cũng phải có một ai đó ở bên cạnh
có thể là một người nào đó họ có sự ảnh hưởng nhất định với Hiếu để giúp cho Hiếu thay đổi. Chính xác, có hai người rất là quan trọng. Một người thì đã mất rồi, một người thì vẫn còn sống. Thì một người bà tên là Midnet. Bà, mình hay gọi bà là bà nuôi á, bà nội nuôi á. Thì bà năm nay là 80 mấy tuổi rồi. Bà thì hay tới cái chương trình mà khắc nghiệt đó để mà dạy, để mà chia sẻ với mọi người. Bà cũng từng nói một cái câu á, mà tới bây giờ mình cảm thấy là vì cái câu đó mà mình vẫn luôn cố gắng. Là bà nói là bà rất là tin tưởng và bà có cái niềm tin ở bản thân Hiếu là sẽ có một ngày sẽ trở về sớm và hoàn lương và làm điều cỡ cho xã hội. Và bà cũng tin rằng một điều á, là bà không có bao giờ nhìn lầm người đó. Bà không coi những cái phạm nhân là một người phạm nhân hay là một người có tiền án tiền sự. Bà coi họ giống như là những con người bình thường nhưng mà phạm phải những sai lầm đáng tiếc, thì họ có cần phải có một cái cơ hội để làm lại cuộc đời. Thì ai cũng có phạm phải những sai lầm hết á, nhưng mà cái cách trừng phạt thì nó sẽ khác nhau, hoặc là cái hậu quả đến với họ khác nhau. Cho nên là bà không có phán xét một ai hết. Bà vẫn coi mình giống như là một người rất là gần gũi, cảm giác giống như là đã gặp đâu nhau từ lâu lắm rồi, mà tới bây giờ phải nói là cảm thấy biết ơn cuộc đời. Biết ơn cuộc đời để mình có thể qua bên Mỹ, mặc dù là trong cái hoàn cảnh nó không có tốt, nhưng mà để gặp được bà. Anh nhận bà là một người bà nuôi đó. Còn cái người thứ hai là ông Bob đó. Ông là mục sư. Ông cực kỳ là thân thiện, cũng như là có một cái tình yêu cho mọi người rất là lớn. Ông bị bệnh ung thư á, ung thư cuống họng á, rất là ốm, rất là gầy, nhưng mà vẫn cố gắng hàng ngày đi lên chia sẻ với mọi người. Và ông cũng dành thời gian để mà nói chuyện với mình riêng. Ông cũng lên Google để mà dịch ra những cái trang giấy mà bằng tiếng Anh đó sang tiếng Việt để cho mình hiểu thêm đó, về những cái điều mà ông muốn nói. Làm cho mình cũng cảm động chứ. Cảm động là tại vì họ rất là quan tâm tới mình, hỏi thăm gia đình mình, lúc này cũng hỏi thăm, rồi cũng cho bánh, cho kẹo. Mặc dù những cái thứ đó rất là nhỏ, nhưng mà cái tấm lòng mà ổng có thể mang lại nó lớn lắm. Đối với giờ mình rất là trân trọng. Rồi năm 2017 ông mất. Thì cái khoảng 2-3 tuần trước đó ông mất, ông vẫn email cho mình. Vẫn email, tại vì mình đang ở một cái tù khác rất là xa, thì ông email cho mình. Thì ông bảo chắc ông không qua nổi. Rồi ông cũng có mua sách cho mình để mà mình đọc thêm những cái sách về cuộc sống, về con người này nữa. Cái mà mình cảm thấy rất là áy náy ở đây á, là những cái cuốn sách đó, khi mà mình ở trong cái giai đoạn đó, ổng rất là quan tâm tới mình, ổng mua sách cho mình từ Amazon. Rồi khi mình nhận được, mình đọc có vài trang rồi mình cũng bỏ đó. Tại vì trong cái thời gian đó vẫn chưa có giác ngộ, vẫn chưa có trân trọng những cái gì mà những cái người xung quanh họ dành cho mình. Thì đó cũng là một trong những cái lý do chính á, cộng với lại bà Midnet. Đó là tại sao mà cái năm 2019 á, xảy ra cái việc là mình cảm thấy hổ thẹn với bản thân. Mình không có thể nào mà lừa dối bản thân rồi lừa dối tất cả mọi người xung quanh tiếp được nữa. Thật sự ra cuộc sống này là một cái nhân duyên, và những người nào mình phải gặp thì cuối cùng cũng đã phải gặp. Và Hiếu đã rất may mắn khi nhận được những cái giá trị vô cùng ý nghĩa. Mặc dù mình là một người chơi với, một con số không, một người rất tệ như gì mà mình nghĩ, nhưng vẫn có những người dù xa lạ nhưng họ sẵn sàng chia sẻ, và rất may là họ có thể nhìn thấy được cái điều lương thiện của Ngô Minh Hiếu. Và lúc mà Hiếu đã giác ngộ ra được rồi, thì cái khoảng thời gian sau đó Hiếu đã làm gì và chuẩn bị gì cho cái ngày mình hoàn lương? Sau khi Hiếu giác ngộ là tự nhiên mọi thứ nó trở nên tốt đẹp hơn. Không hiểu tại sao, mình mong cầu là mình được về sớm. Mình nghĩ là mình đã sẵn sàng rồi. Thì lúc đó tự nhiên khoảng tháng 11 năm 2019, mình nhận cái tờ giấy, mình đọc kỹ, là mình được giảm án tới hơn 7 năm rồi. Là từ 13 năm xuống còn có 6 năm mấy thôi. Mình đơ người luôn, mình không biết cái điều đó nó có phải sự thật hay không.
ông trời ông rất là thương mình, thương Phương rất là mình, tại vì mình cảm thấy rất là biết ơn. Đại dịch bắt đầu diễn ra thì không có máy bay, rồi không có thể trở về nước, thành ra là phải ở bên Mỹ thêm mấy tháng nữa. Nhưng mà mấy tháng, thật ra cái mấy tháng đó nó cũng rất là tuyệt vời. Mấy tháng đó là lại học và hiểu thêm về bản thân. Trong cái khoảng thời gian đó, Hiếu bắt đầu đứng giữa cái nhà tù á, bắt đầu chia sẻ cái câu chuyện của mình với tất cả mọi người. Thì mình tạo ra một cái hoạt động là mọi người đứng xung quanh, xong bắt đầu mình chia sẻ câu chuyện của mình, rồi để mong rằng mà động lực, tạo cho họ cái động lực để mà họ tiếp tục, họ chiến đấu. Sau đó thì cứ từng người họ lên chia sẻ, nó tạo ra một cái hội nhóm đó, chia sẻ những cái điều lạc quan. Thì tại vì khi mình suy nghĩ lạc quan thì cái năng lượng lạc quan nó sẽ đến với họ. Và thứ hai nữa là mình phải làm sao để cho họ nhận ra được là họ phải giác ngộ, họ phải sám hối, thì lúc đó họ mới tìm ra được cái chân lý để mà đi tiếp. Đó là lý do tại sao mình cảm thấy rất là vui. Rồi khi mình trở về đó, mình cũng mọi người rất là quý mến, là có những cái anh em họ bật khóc, thì họ tới ôm mình giống như là một người anh em ruột thịt vậy đó. Mình cảm rất là cảm động, mà ngày đó mình khóc rất là nhiều, nhưng mà mình phải đi tiếp, cái số mệnh là phải đi tiếp để mà để làm một cái chuyện khác đó. Cái khoảnh khắc mà Hiếu gặp mẹ, gặp ba ở ngoài nhá, không còn phải qua màn hình video call nữa, nó như thế nào? Sau 7 năm và sau 29 ngày cách ly ở Củ Chi đó, là Hiếu mới gặp ba mẹ. Nhớ là ôm rất là chặt, ba mẹ giống như là chưa thể, chưa bao giờ được ôm vậy đó. Đó, thấy ai cũng rất là ốm và rất là gầy, cái cảm giác nó lân lân vậy đó, cảm giác giống như là lạ lẫm á, nó tuyệt vời, nó rất là tuyệt vời. Đồng thời là cũng cảm thấy là ngày xưa mình bất hiếu á, đó, đúng là mình tên Hiếu nhưng mình sao mà bất hiếu á. Tự nhủ bản thân là mình phải cố gắng ngay từ bây giờ, mình phải làm một cái nguồn năng lượng lạc quan cho gia đình của mình và cho mọi người xung quanh. Nhưng mà đoạn đó về là mẹ cho ăn món Việt Nam đầu tiên là món gì? Hiếu thích ăn món gì? Thì phải nói là cái này nó cũng hơi, mà cái này là mình muốn giữ bí mật lắm á, nhưng mà thôi hôm nay mình cũng bật mí luôn, là mình thích ăn bột bé. Bột em bé. Thật ra là từ hồi nhỏ cho tới lúc mà bị bắt đi, lúc 2-3 tuổi á, hầu như là tối nào cũng ăn bột bé. Mà một khi mẹ đi mua mua bột bé là người ta cứ hỏi, ủa chị mua cho ai tuần nào cũng mua? Thì nó là mua biếu hay là mua tặng hay là mua cho cháu này nọ, vì đủ lý do, chứ đâu có nói là mua cho một cái người đã lớn hay trưởng thành rồi đâu. Mình nói chung là mình có những cái sở thích rất là lạ. Vậy phải chăng là mình ăn bột em bé xong mà thông minh vậy không ta? Còn không biết nữa. Nói chung là chắc có lẽ là lười ăn, lười nhai cho nên là cứ ăn bột. Khi về Việt Nam, Ngô Minh Hiếu được biết đến là một chuyên gia an ninh mạng tại Trung tâm Giám sát An toàn Không gian mạng Quốc gia. Và bên cạnh đó thì anh còn gắn liền với một cái dự án phi lợi nhuận về việc đó là chống gian lận, chống lừa đảo nữa. Thế thì nhân duyên của hai cái công việc này xuất hiện trong Ngô Minh Hiếu ra sao? Những cái đó nó giống như là một cái dự định đã có sẵn ở trong cái cuốn nhật ký gì đó. Tại vì ban đầu một trong những cuốn nhật ký của mình là cũng có dự định là về làm việc cho nhà nước, về cống hiến lại cho xã hội, đặc biệt là làm một cái tổ chức chống lừa đảo, chống những cái nạn scam hay là lừa đảo lấy thông tin tài khoản, chiếm đoạt tài sản ở trên không gian mạng. Đó là cái mục tiêu mà mình vẫn luôn ấp ủ. Mà khi mình về rồi tự nhiên cái nhân duyên nó tới, gặp được những cái người anh em cũng có cái tình yêu cho cộng đồng, họ không có đánh giá về cái quá khứ, họ chỉ nhìn cái con người hiện tại, thì bắt đầu thì mấy anh em mới ngồi chia sẻ, ngồi trò chuyện với nhau thì mới làm ra cái dự án chống lừa đảo đó. Rồi mình được nhận vô làm ở Trung tâm Giám sát An toàn Không gian mạng Quốc gia.
nói chung là mình cảm thấy rất là may mắn. Đó, thì cũng từ đó những cái gì mà mình làm, mình muốn cống hiến cho xã hội, muốn đưa ra những cái cảnh báo sớm nhất để mà có thể giảm thiểu được cái mức thiệt hại của nó. Tất nhiên là nó sẽ không có cái gì nó hoàn hảo 100% cả. Tại vì những cái kẻ xấu họ ở trong bóng tối mà. Mình thì ở ngoài sáng thì mình không biết họ như thế nào. Cái đoạn đầu tiên á, mình bắt đầu với những cái công việc mang tính cộng đồng như vậy, một người đã từng có tiền án tiền sự đôi khi người ta cũng sẽ không có quá tin tưởng mình. Thì nó có khó khăn với Ngô Minh Hiếu, Hiếu PC hay không? Có rất là nhiều người họ có định kiến như vậy, mà tới bây giờ vẫn như vậy. Thì mình đâu có thể nào mà thay đổi được cái định kiến của họ đâu. Nhưng mà Hiếu nghĩ rằng là cái điều cần của một người làm sai á, nếu như họ mong muốn làm lại thì họ phải cần có cái điều gì? Là phải thành thật đối diện với bản thân mình. Cái khó nhất là thành thật. Thành thật làm sao mà mình từ những cái chi tiết nhỏ nhất của cuộc đời mà mình có thể chấp nhận được cái điều đó. Bây giờ mình quay trở lại với câu chuyện về cộng đồng đi. Đó chính là dự án phi lợi nhuận chống lừa đảo. Nó có phải giống như là cái câu chuyện Ngô Minh Hiếu, Hiếu PC từ một hacker mũ đen thành hacker mũ trắng hay không? Nó là như vậy đó. Thực ra là ngày xưa mình hay đánh cắp thông tin nè. Đánh cắp những cái tài khoản ngân hàng, chiếm đoạt tài sản của người khác ở trên không gian mạng. Thì khi về thì mình muốn làm ngược lại, muốn đi bảo vệ người khác, muốn cho họ biết là cái thông tin của họ nó quan trọng như thế nào, muốn cho họ biết là cái việc mà một người tin tặc hay là một kẻ lừa đảo họ dùng những cái thủ thuật gì và họ làm ra sao để mà họ có thể lấy được cái tiền đó của bạn, hay là họ có thể lấy được cái tài khoản Facebook của bạn, đại loại như vậy. Ví dụ như với một cái email được gửi đến đi, với một cái đường link, thì mình sẽ có những cái bước nào để kiểm tra được rằng là cái email đó có phải là hacker gửi đến cho mình hay không? Thường thì những cái đường link á, nó có thể giả gần giống thôi, nó có thể thêm một chữ, hay một cái chữ nhỏ, chữ S hay chữ Y hay một cái chữ gì đó mà nó gần giống là cái tên thương hiệu, cái tên miền đó. Có thể copy cái đường link đó rồi bỏ lên cái trang web chống lừa đảo .vn á, sau đó nhấn tìm kiếm thử là cái trang đó có phải là độc hại hay không. Nếu mà độc hại thì cái chống lừa đảo .vn nó sẽ báo liền. Nếu mà tìm kiếm ở trên cái cơ sở dữ liệu của chống lừa đảo .vn vẫn không ra đi ha, thì có thể báo cáo lên để cái đội ngũ của bên chống lừa đảo họ kiểm tra. Còn không á thì gọi điện thoại lên cái tổ chức hay là cái ngân hàng đó để mà kiểm tra. Anh Hiếu giúp em, ví dụ như là mình kiểm tra thử cái email mới nhất mà anh Hiếu nhận được, thì xem là cái email đó với cái đường link đó thì có phải là của hacker gửi đến cho anh hay không. Giúp em với. Ok. Dạ. Yeah. Là mới gửi đúng không? Cái này là một cái email nó ghi là đố anh bắt được em, rồi gì Hiếu PC a hi hi gì gmail.com. Cái này được link là hoàn toàn của YouTube. Đó. Là một cái đường link, có nghĩa là anh thấy rằng là không hề có mã độc. Nó chỉ là trêu chọc thôi. Thì bây giờ để cho mọi người có thể cùng xem thì em sẽ mời kỹ thuật kết nối giúp em. Dạ, em xin nhờ bộ phận kỹ thuật giúp em ạ. Rồi, kết nối giúp em nhé. Sao tự nhiên đèn nó tắt, không biết là chuyên gia mạng của mình nói có đúng hay không ạ. À, ok Hiếu ơi, thì anh cũng muốn gửi lời tới em một cái điều như thế này. Em quá dồn sức vào công việc của mình đã khiến cho anh lo sợ về cái vấn đề gọi là cái sức khỏe của em nó không có đảm bảo. Thì anh mong muốn là trong năm mới này cái công việc của em thì em cũng cố gắng, nhưng em phải chú trọng về mặt sức khỏe của mình nhiều hơn. Thật sự em và mấy anh em thì không hề biết những việc anh đã làm trước đây. Khi mà đọc tin tức đó, nghe tin tức về anh đó, thì em cứ nghĩ là sẽ rất là lâu sau này rất là khó để xin gặp lại anh. Khi hay tin anh mạnh khỏe trở về nước thì tụi em rất là mừng. Quý nhất là Hiếu là một con người cực kỳ là tình cảm, sống chân thành và ấm áp, luôn luôn có những cái câu nói và những cái điều chia sẻ mà không bao giờ làm tổn thương người khác. Mình để trọng nhất anh Hiếu đó chính là cái sự nhiệt huyết và cái sự quyết tâm của anh. Đã làm việc gì thì phải xong việc đó, phải dứt điểm, và gặp rất là nhiều khó khăn trắc trở trong quá trình làm việc nhưng mà đều phải tìm cách vượt qua hết. Mà quan trọng hơn nữa là anh Hiếu là người rất là biết
khiêm tốn, rất là biết lắng nghe người khác. Khả năng support công việc của anh rất là nhiều và rất là nhanh, và những thời điểm rất là khuya, kiểu 1-2 giờ gì chị nhắn tin thì anh vẫn trả lời. Kiểu vậy, và rất là miễn cảm có online là sẽ trả lời. Dù có ngày đêm hay gì đó, anh cũng rất là nhiệt tình và rất là chăm chỉ cho dự án của mình. Việc xã hội thì chắc chắn mình phải làm, nhưng mà chắc chắn là ba mẹ đang rất là đợi một con dâu và những đứa cháu ngoan ngoãn dễ thương nha. Bây giờ thì anh em, mấy anh em thì ai cũng có vợ có con, có công việc làm ổn định. Bây giờ còn mỗi anh là chưa có vợ nữa. Lấy vợ để cho ba mẹ yên lòng nha. Và cũng đừng có tập gym nhiều quá, tại vì trong team của mình thì anh em ai cũng mập hết rồi. Có mình em đô à, em muscle à, thì khiến cho bọn anh tủ thân. Đó. Hay hay, cái này cú hát này hay quá. Được, cảm ơn rất là mọi người rất là nhiều, rất là cảm động. Từ ngày được sinh ra lại một lần nữa, mình cảm thấy là cứ thể hiện tình yêu một cái cứ chân thành hết tất cả mọi thứ thôi, thì tự động cái sự lạc quan nó tới mình. Và đó cũng là lý do mà tới bây giờ mỗi ngày đi ra ban công, không cần biết là cái ngày đó hay là ngày hôm qua nó tồi tệ như thế nào, chỉ cần biết là biết ơn cuộc đời này. Và đó cũng là những cái lời biết ơn tới tất cả những cái người anh em trong cái dự án chống lừa đảo, và những cái người anh em ở bên nước ngoài, họ rất là cống hiến và họ rất là có tâm với lại cộng đồng, là những cái người anh em thầm lặng. Mình nghe cũng rất là nhiều những lời nói rất là không hay, rồi mình nghe những lời nói động viên rất là tốt. Mà trong đó một người mình rất là nể, là sếp mình có nói là không cần biết là họ nói như thế nào, chỉ cần biết là mình hoàn thành tốt cái việc mà mình muốn cho cộng đồng là ok. Thời gian của Hiếu dành cho cái công việc như thời điểm hiện tại là như thế nào? Hầu như là trên 10 tiếng mỗi ngày. Có ngày tới 13-14 tiếng. Có khi tới 2 giờ sáng, có khi tới 4-5 giờ sáng. Nếu mà đã bị hút vô đó, giống như là mình bị tập trung quá vô đó, quên mất đi ngày giờ luôn. Đặc biệt á, cuối tuần á là nạn lừa đảo mới nhiều. Nhưng mà như vậy có phải là cái lý do mà nãy những người bạn trong clip của Hiếu nói là mọi người trong nhóm của mình có gia đình hết rồi, rồi tình đúng yêu rồi, hạnh phúc này nọ rồi, nhưng mà Ngô Minh Hiếu bây giờ thì vẫn còn đang một mình. Cũng có nhiều bạn nữ cũng nhắn tin hỏi thăm này nọ, nhưng mà không có thời gian trả lời. Thành ra họ nhiều khi họ bắt đầu nói mình, anh Hiếu chảnh quá hay là sao đó. Rồi cái quên luôn. Có nhiều người họ nhắn tin rồi tới 2-3 tuần sau mới nhắn lại cho họ. Rồi cái hồi của họ cũng nản chứ, con gái mà, thì họ cũng muốn trò chuyện với mình rồi này nọ, tâm sự này nọ, nhưng mà mình không có thời gian cho họ thì cũng như không. Thì chắc nếu mà mình có cơ hội thì chắc mình cũng sẽ thử tìm hiểu một ai đó. Nếu mà có người yêu đi thì cũng hy vọng là sẽ làm nhanh luôn, chứ bây giờ cũng lớn tuổi rồi. Còn không thì cứ trước mắt là cứ tập trung cho hiện tại, cho những cái dự án cho cộng đồng. Dạ, như vậy thì bạn khán giả nữ nào thích Ngô Minh Hiếu thì cố gắng ứng tuyển đoạn này nha. Kiểu như tìm hiểu cỡ chút xíu rồi là cưới được rồi, không quá lo lắng. Tại vì không có thời gian để tìm hiểu gì đâu, không có đâu. Bây giờ thì mình quay trở lại với câu chuyện như Hiếu có nhắc đến, đó chính là hiện tại và tương lai về cái công việc của Hiếu, về cái sự đóng góp cho xã hội. Mình vẫn mong muốn là một ngày nào đó là sẽ có một cái văn phòng cho các anh em chống lừa đảo tới, để mà họ có thể làm việc, trao đổi kinh nghiệm và đưa ra những cái phương án phòng chống lừa đảo nó nhanh nhất và hiệu quả nhất cho cộng đồng. Đồng thời là mình cũng muốn là thông qua đó mình có thể nâng cao cái tầm nhận thức an toàn thông tin cho tất cả mọi người. Đó là cái nguyện vọng trong cái năm này nè, là mình làm sao cho mọi người hiểu được cái tính chất của công việc của mình đó. Thứ hai nữa là mình muốn gỡ bỏ những cái rào cản đó, để mình có thể lan tỏa cái thông điệp của mình nó được dễ dàng hơn, tiếp cận được nhiều người hơn. Tại vì dù sao thì cái thông tin nó đến được nhiều người á, thì cái đó là cái điều tốt, để cho họ biết cách phòng tránh ngay lập tức,
Và cái thứ ba nữa là mong sao cái dự án chống lừa đảo này nó ngày càng ít những cái người báo cáo, thì lúc đó mình cảm thấy vui. Vui là cái nạn lừa đảo bắt đầu nó đi xuống. Còn về dự án riêng của Hiếu thì Hiếu có dự định gì cho bản thân của mình chưa? Là sẽ ra một cái cuốn sách. Đó, cái cuốn sách này sẽ chia sẻ những cái điều mà đã xảy ra trong tù. Thật ra thì mình cũng chỉ là một con người mà thôi. Mình đi tù mình cũng có phạm phải những sai lầm, mình cũng làm những chuyện không tốt. Để rồi mình cũng nhận ra ồ, mình cũng chưa có thật sự là tốt. Cảm ơn Hiếu với những chia sẻ vừa rồi. Và bây giờ sẽ là món quà từ chương trình Khi Ta 20 gửi đến cho anh Ngô Minh Hiếu. Đây chính là món quà từ Khi Ta 20 gửi đến cho anh Ngô Minh Hiếu. Những ngày tháng này anh Hiếu có đang hạnh phúc không? Rất là hạnh phúc. Yeah. Có gia đình bên cạnh, được nhìn thấy ba mẹ, được đặc biệt là nhìn thấy ba luôn khỏe mạnh á. Đó cũng là cái tình yêu mà tới bây giờ mà mình có một cái động lực để mà đi tiếp trong cái giai đoạn tiếp theo. Bật mí với anh Hiếu, đây là cái cây hạnh phúc. Yeah. Vì cũng quá là gần luôn á. Vì chương trình rất là mong muốn gửi cây hạnh phúc này đến với anh Ngô Minh Hiếu và những gì mà cái cây này rất là xanh tươi. Và cũng mong muốn là đem đến cái điều hạnh phúc đó đến với Ngô Minh Hiếu. Khi mà anh đã được sinh ra một lần nữa, anh sẵn sàng sống những cái ngày tháng tuổi 20 đầy đam mê, đầy hoài bão, và đặc biệt ở đó là có giá trị cho cộng đồng. Và đôi khi trong cuộc sống chúng ta sẽ có những cái vấp ngã, những cái sai lầm, nhưng điều quan trọng, hãy thành thật, hãy mở lòng và hãy chấp nhận sửa sai. Và tôi mong rằng một câu chuyện ở ngày đầu tháng 3 như thế này chia sẻ cùng với Ngô Minh Hiếu, nó cũng là một cách để gửi đến tất cả quý vị những cái năng lượng thật là tích cực, những câu chuyện truyền cảm hứng trong cuộc sống này. Một lần nữa xin được cảm ơn Ngô Minh Hiếu đã dành thời gian đến tham gia cùng với chương trình. Cảm ơn chương trình Khi Ta 20 rất là nhiều. Cảm ơn Quang Huy. Và đến đây thời lượng của chương trình cũng đã hết. Quý vị cũng đừng quên khung giờ phát sóng quen thuộc của chương trình là vào lúc 21:55 thứ tư hàng tuần trên kênh HTV7 Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Còn bây giờ thì Quang Huy và anh Ngô Minh Hiếu xin nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại.